Đây là một trong những thí sinh thi tiếng Anh duy nhất trong đêm bán kết 1. Tiếng Việt hả? Hát bài gì em? Bài hát mang tên là Daydream. Nhạc tiếng Anh, đây lời tiếng Anh, tựa đề tiếng Anh, lời Việt. Dạ, xin mời các bạn tin. Đặc biệt là những người nghệ sĩ mà theo phương hướng underground thì lúc lên sân khấu mình luôn có một cái gì đó là luôn luôn để mắt và nhìn vào á, thấy còn có một phong cách rất là đẹp, đồ tắt mọi thứ đều rất là đẹp. À thì đây là một bài hát của Justin Tuy không ạ? Của Subi Thành Sơn.
thì cũng là những người underground đúng không? Thì bạn chọn bài hát này phù hợp với bạn. Mình thấy là nó bạn hát bài này thì những cái bài này đặc biệt là nó có cái sự lặp lại rất là nhiều á, nó hợp âm vòng lặp á, cho nên là nó thường thường nếu như mình biểu diễn á mà mình không có cái sự đổi mới, không có cái sự phá cách á, thì tự nhiên cái nó bị chán. Và bài hát này thì nó vốn dĩ là khi mà đi thi acoustic á, mà thi những cái bài như vậy á, nó sẽ bất ngờ cho bạn ở cái chỗ á, là khi mà hát những cái bài vòng lặp như vậy thì cái độ trồng lên rất là nhiều. Thế hạn như bây giờ bạn hát chưa hết câu này á, thì trong cái bản thu đó là có cái câu hát trồng lên rồi, và đôi khi có những cái chỗ nó trồng 3-4 cái lần thì nghe nó mới đầy, nó mới bật cái điệp khúc lên được. Nó không phải là những cái bài hát mà người ta có thể là hát một mình mà nó tả được, nó khó, rất là khó cái điều đó. Thì vậy cho nên là cái bài này thì khi bạn hát mà bạn hát nó hát live đó mà không có vocal, không có tác vocal chồng á, đặc biệt chỉ với một cây guitar và một cái đơn không có thì mình thấy nó hơi bị thiếu. Thứ hai nữa là phong bạn biểu diễn, cách hát của bạn và bạn biểu diễn á, nó hơi ngược lại so với cái phong cách khi người ta nhìn vào bạn, tức là bạn chưa đủ cái tự tin so với cái ngoại hình của bạn đang có. Bạn có một cái gì nó hơi rụt rè, và hay nhìn vào đài, hay nhìn vào bóng, hay nhìn đấy sao sợ vậy, chưa thực sự tự tin trong cái bài hát phần thi, cho nên là cái phần thi của bạn thực sự là nó vẫn chưa được tốt. Cái phần bạn đọc rap á, nó cũng cứ bị bấp bắp làm sao á, không có mực mà không có gì hết, vẫn chưa có show ra hết bạn, chưa thể hiện bản chính bạn. Mình nghĩ là bạn có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa, do một cái phần đó bạn thiếu tự tin và bạn chưa thực sự và thoải mái để mà mình có thể thể hiện mình tốt hơn. Thì mình hy vọng lần sau bạn sẽ làm tốt hơn như vậy. À, đây là cuộc thi lần đầu tiên mình thi, như vậy là bạn phải noi gương. Bạn Kim chỉ thi chừng 3-4 lần sẽ có kinh nghiệm. Cố lên cho lần sau ha. Yes, ok, một tràng pháo tay cho anh ấy. Chúc mừng người thi tốt mà,